xin chào các bạn, tên mình là Vũ Văn Hội, mình là giảng viên diễn trần. Mình sẽ hướng dẫn các bạn về phương pháp diễn trần điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu và kỹ thuật chữa ngất xỉu và kinh phong. Thì trong cái việc chữa ngất xỉu và kinh phong thì mình trong diễn trần rất là đơn giản thôi. Mình chỉ dùng có 3 việc là việc 19, 127 và việc số 0. Thế thì việc đầu tiên khi mà mình gặp người ngất xỉu ấy, thì mình sẽ bấm vào việc 19. Mình có thể dùng các dụng cụ của diễn trần là cây giò lan đinh này để mình có thể tác động vào cái việc 19. Tên việc 19 thì mình sẽ đẩy từ nhân trung lên trên gặp cái đường ngăn của hai cái mũi, cách ngăn cắn mũi. Mình sẽ đẩy và ấn thật mạnh vào đây. Tiếp theo mình sẽ, nếu mà bệnh nhân mà chưa tỉnh ấy, thì mình sẽ ấn tiếp vào cái chỗ việc 127. 127 nó nằm trên cái đầu lãnh của cái ụ cằm và cái điểm gọn nhất đây chính là 127. Sau đó thì mình sẽ bấm tiếp vào cái huyệt số 0. Huyệt số 0 thì nó ở ngay chỗ cái bình tai và nó ngang cái đáy bình tai. Mình kéo ở phía tắc mai ra gặp cái đáy bình tai này thì đây chính là số 0 đó. Thì mình sẽ ấn mạnh vào ba cái huyệt này. Nếu mà mình không có ba cái dụng cụ của diễn trần này thì mình sẽ dùng ngón tay đó. Mình sẽ dùng ngón tay đầu tiên, mình sẽ ấn mạnh vào cái huyệt 19 ở đây, ấn và giữ thật mạnh trong vòng khoảng 30 giây đến 1 phút để cho bệnh nhân tỉnh lại. Nếu mà bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, mình tiếp tục dùng tay và đặt như này. Mình sẽ ấn tiếp vào đây là vùng huyệt 127, 127. Sau đó mình sẽ ấn vào huyệt số 0. Huyệt số 0 mình có thể ấn cả hai bên, bên trái và bên phải. Rồi sau đó thì chúng ta có thể dùng cái cao xoa cúc vàng này, dầu trong miền Nam gọi là dầu cù là, mình sẽ bôi vào tay mình. Sau đó mình sẽ bôi vào cái huyệt số 0, mình sẽ làm ấn cái vùng huyệt số 0 này đó, mình sẽ bôi vào cả hai bên, bôi vào cả hai bên mình huyệt số 0. Sau đó mình tiếp tục mình lấy cái dầu này mình xoa vào bàn tay mình. Sau đó mình xoa vào tay của bệnh nhân, xoa vào tay của mình đó, xoa vào cả hai tay. Nếu mà bệnh nhân tỉnh táo rồi nhưng mà vẫn còn mệt, chúng ta sẽ dùng cái điếu ngải cứu. Chúng ta dùng điếu ngải cứu như thế này. Chúng ta sẽ đốt lên và chúng ta sẽ hơ vào hai cái bên vùng mang tai cho bệnh nhân. Chúng ta sẽ hơ nóng vào hai cái bên vùng mang tai như này. Sau đó khi tai nóng rồi mình sẽ nhấc ra, sau đó mình hơ vào khoảng 3 lần liên tiếp như vậy. Mình hơ hết bên tay trái, xong đó mình sẽ hơ bên tay phải cũng 3 lần liên tiếp như vậy. Sau khi mình hơ xong rồi, bệnh nhân sẽ cảm thấy là người ấm trở lại và bệnh nhân sẽ tỉnh táo. Chúng ta lưu ý rằng huyệt 19 còn có tác dụng là chữa mắc cổ xương, hột trái cây, rồi bộ huyệt trên cũng có tác dụng là chống sốc và dịch truyền. Như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn về cái cách sử dụng 3 huyệt là huyệt 19, 127 và huyệt số 0 để chữa cấp cứu cho người bị ngất xỉu. Huyệt 19 cũng là dùng để chữa các loại liên quan đến hóc xương như cả trẻ nhỏ và người lớn. Hôm nay mình cùng tham gia với mình còn có người mẫu Selena Nguyễn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại vào buổi sau.